Bữa nay là 29 Tết rồi các bạn, nên mình nấu gà cho các bé ăn nè. Hôm nay mình nấu lẩu gà nha. Hôm qua đó thì bánh tét nha, mình nấu tới tối thì hấp tới tối nó cũng chín rồi đó các bạn. Sáng bác ba đã vớt ra để cho nó gáo gì nè. Này chắc khoảng 20 mấy đòn á, giờ mình lấy thử ra cho mấy bé ăn thử nha. Nhỏ phải không? Đây có hai cái nhỏ dễ thương. Giờ đem ra trước như đây để cho mấy bé ăn thử coi nó ra sao nha các bạn. Giờ mình đi. Nãy có đứa nào lấy cái dao? Mấy đứa ơi, bánh tét đây. Này cô chị cao muốn chết rồi. Trời, phải chỉ đâu. Giờ đầu nhỏ nha. Yes. Trân ơi, Trân. Lấy bánh tét nhỏ nè. Đi lên đi. Đây, ai lớn. Ôi. Nghĩ nha, chị ăn luôn đi. Trời ơi, có sao đâu. Nhưng gì vậy? Nhưng chuối, đây, nhưng chuối. Đây, đây là nhân chuối nè. Không, tại vì cái đầu là cái cục nếp của nó. Nè, Nhi thử chú, nha. Em. Chưa, từ từ, người lớn trước. Tiên ơi, bánh tét nè. Tới ai nữa, còn ai nữa? Nhí nè. Đây, từ từ nghe, còn nữa. Từ từ đi, chen lọt quá cha. Chưa, đợi chị với. Mình còn... Rồi, em sao? Thấy mấy sao mấy đứa? Thơm hơi mọc. Đây, cái đầu thì nó không có nhân nghe. Cái trứng giữa nó mới có nhân. Nè, ai chưa có nữa? Chị chưa có đó. Nhi xong rồi đó hả Nhi? Nhanh Nhi Nhi. Em gọt một cái vự nhanh nha. Không được ngọt lắm. Không ngọt lắm hả? Vậy là ngon rồi đó. Ờ đúng mà. Tôi thấy không ngọt. Nhi nó ăn ngọt, bữa mình nấu chè cũng vậy đó. Nó ăn lạc không mà nó... Ủa nó phải ngọt gắt nó mới chịu. Ngọt quá ngán. Miêu, Miêu, thôi nè. Cái gì thì nói nghe. Đây cái bự. Ai ăn nữa không? Quá đắt rồi, bánh tét đắt quá các bạn ơi. Đây. Cho em nữa, cho mấy không tới. Dương lấy cho nó gì. Miếng nó mà nhỏ. Rồi, ai ăn nữa thì chị cắt nghe, rồi chị ăn thử nha. Thèm quá. Bánh tét này dẻo, dẻo hơn là mình nấu ha. Tại vì có xào nếp rồi thì lại hấp nó ngon hơn. Thơm mùi lá dứa nữa. Ngon nhỉ? Ừ, bánh tét này ngon. Quá dẻo. Chuối nó béo lắm á chị cả. Thì thôi mấy đứa ở đây ăn rồi, chị đem ra cho bác ba. Dạ. Chứ ông bà ba. Ở đây ăn nha. Sáng chị em có dặn mình là cho bác ba với lại nhà ông bà ngoại với lại bác Tư mỗi người một cặp đó các bạn. Rồi cho thêm mấy bé nữa. Giờ mình sẽ lấy ba cặp đem cho ba nhà nha các bạn. Mình lấy ba cặp bự đi. Rồi giờ mình đi nha. Này thì mình không biết là nhân gì. Tại vì nó mình không có làm giống nhân. Cứ đem cho thôi. Ông ba, chị An cho ông ba cặp bánh tét. Anh mừng. Qua ông ba nức, công ông ba, qua ông bà ba nức. Cặp bánh tét ông ba ăn, con không biết nhân gì nữa. Chắc nhân trắng quá ông ba ơi. Không biết đâu. Nhân trắng rồi. Thôi vậy gì nè, để ta mã tôi lấy đòn thôi. Thôi ông ba hai đòn đi ông ba, ở dưới còn. Dạ. Lấy đòn nhân chuối hả? Nhưng chuối là cái nào ta? Bà ba bóp được không? Nè bà ba bóp đi. Lấy đòn thôi, ăn lấy thảo với mấy đứa bay năm mới nè. Bà ba bóp. Này nhân trắng không ạ? Chút năm tới không có nhân chuối. Dạ. Nhân trắng không ạ? Dạ. Quên rồi cắm. Dạ. Lấy đòn rồi con. Không, ba lấy hai đòn đi tại. Thôi, không có lấy đòn. Cô Út nữa.
Cô Mười nữa còn chi, bác Sáu nữa, nhiều lắm. Ông ba lấy hai đòn đi. Nhà ông ba đông mà. Con đi đó. Giờ mình sẽ qua nhà của bác Tư nha các bạn. Bác Tư, chị An cho bác Tư một cặp bánh tét. Con không biết nhân gì, con lấy đại. Nè bác Tư. Để đem ngoài cho bác ba. Bác ba đến tối có lấy một cặp thôi. Mà năm mới. Dạ bác Tư năm mới vui vẻ. À, còn một cặp nữa thì mình sẽ đem cho bác ba nha các bạn. Nhà bác ba thì ở đằng trước á, mình đã bộ ra. Bắp này thì người ta đã thu hoạch hết rồi các bạn. Giờ là cô Năm á, là sẽ cấy kiểu như là cài đất lại đằng tỉa hột bắp khác, đằng trồng rồi bắp mới á. Cô Năm canh vừa đúng Tết để thu hoạch đó, để nấu bán thì rất là được. Bắp bán Tết. Bắp này phía trước, lúc trước mấy chị em mình ngồi chơi nè các bạn. Giờ thì ông Tư đã trồng bắp mới nó lên này, lên cây rồi. Ê! Ở trong nhà á, ăn bánh tét đi, ở trỏng á. Gần tới rồi. Ồ, mình đi cửa sau vô nha các bạn. Nhà bác ba thì nuôi rất là nhiều bò luôn trong đó rồi, bò. Bác ba, cho bác ba hai đòn bánh tét. Dạ. Chị An kêu con đưa hai đòn nữa. Ủa bác ba nó làm gì nữa vậy? Chị, bánh xèo hả? Núp, núp. Gói núp. Dạ. Đây, vậy bác ba cảm ơn nha. Dạ. Ba tê hả bác ba? Ừ, có ba tê. Bó chưa? Bó, bác ba bó chưa? À. Này là trứng hả? Trứng. Mình đông lạnh bao lâu bác ba? Nhìn ngon quá ha. Cái này bỏ trong tủ lạnh chừng nào ăn được ta? Chừng nào chiều ăn được á. Chiều. Anh tét cái bỏ ra nữa kìa. Tặng gói ra thôi. Hôm qua bác ba gói đó chị. Nghe đóng cửa rồi. Thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ chị An giao là cho bánh rồi đó các bạn. Còn mấy đồng bánh còn lại thì chị An sẽ cho mấy bà con trong xóm đó. Giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Bye bye.